trái tim hao gầy những tháng lâu trong mong. Hiện trạng lòng anh đã bao nhiêu ngày để xin anh nhé, này còn tim anh luôn nao. Tình yêu đó riêng cho một đời mãi không quên. Bài hát ta nghe mỗi tình nát bao, thua bao sóng gió. Đời nhiều trong ta, anh vẫn yêu tình yêu đó mà thôi. Tình yêu đó riêng cho một đời mãi không quên. Bài hát ta nghe Xuân Thủy rất nhiều. Thưa quý vị, các cụ ta thường có câu có nam có nữ mới nên duyên. Vâng, và tiếp theo chương trình văn nghệ, xin mời quý vị cùng người lên sân khấu gặp gỡ giọng hát của em Hồng Nụ. Vâng, xin mời em Hồng Nụ với chương trình chương trình văn nghệ, mời khách trầm năm cho anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi Thanh Thảo ngồi gần bên cô dâu và chú rể và đã nghe thấy cô dâu nói với chú rể rằng: anh Khoát ơi, đã bao xuân rồi em chẳng thể vui, để mùa xuân năm nay em ngập tràn hạnh phúc, anh đã đến bên em vào một ngày nắng nhiệt, xua tan mây mù rơi ấm trái tim em. Vâng, và bạn Khoát của chúng ta cũng thủ thì nói với tay cô dâu rằng: hạnh phúc đủ đầy là khi ở bên em, là môi em cười mắt niềm tin cuộc sống, là ánh mắt em nhìn về một hướng, là mũi nhìn em chia lửa cùng anh. Vâng, có thể nói rằng đây là những lời tâm sự rất ngọt ngào của cô dâu và chú rể. Và trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, cô dâu và chú rể của chúng ta đã đón nhận được rất nhiều tình cảm nồng ấm từ quý vị bằng những tràng vỗ tay chúc phúc và những lời ca tiếng hát ngọt ngào nhất được dành tặng cho cô dâu và chú rể. Vâng, và để tiếp theo trong văn nghệ hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể hôm nay, xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để